Thưa quý vị, trong quý 3, Vietjet tiếp tục có lợi nhuận, mở nhiều đường bay quốc tế. Thời điểm này, Vietjet đã đạt 95% kế hoạch thu nhập của năm, tiếp nhận đóng góp vốn 100 triệu đô la Mỹ từ các quỹ đầu tư và liên tục nhận tàu bay mới. Vietjet nhận tài trợ tàu bay hơn 700 triệu đô la Mỹ. Đó là những nét chính sẽ có trong báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2023 vừa được Vietjet công bố. Trong quý 3 2023, Vietjet đã khai thác an toàn 36.000 chuyến bay, vận chuyển 6,8 triệu lượt hành khách, trong đó hơn 2,3 triệu khách quốc tế, tăng 10% so với quý 3 năm 2019, giai đoạn trước Covid-19. Đội tàu bay của Vietjet có 103 tàu, bao gồm 18 tàu bay khai thác tại Thái Vietjet và 2 tàu bay mới đang giao hàng. Các chuyến bay của hãng đạt hệ số sử dụng ghế bình quân cao trên 85% và độ tin cậy kỹ thuật 99,72%. Bên cạnh đáp ứng nhu cầu trải nghiệm và khám phá các điểm đến quốc tế được yêu thích, các đường bay quốc tế của Vietjet đã đóng góp thúc đẩy phát triển du lịch, giao thương, đầu tư song phương, đóng góp cho sự phục hồi và phát triển kinh tế các nước. Đáng chú ý, Vietjet đã mở 7 đường bay quốc tế mới trong quý 3 năm 2023, nâng tổng số đường bay lên 125, 45 đường bay quốc nội và 80 đường bay quốc tế. Với chiến lược kinh doanh bền vững, tăng trưởng và phát triển vượt bậc sau đại dịch, Vietjet đã nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Trong quý 3 năm 2023, Vietjet đã được thỏa thuận sơ bộ với 3 nhà đầu tư tổ chức trong nước về việc cam kết đầu tư 100 triệu đô la Mỹ giúp Vietjet tăng cường năng lực tài chính từ nguồn vốn chủ hữu đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, đầu tư, mở rộng mạng bay và đội tàu bay. Dự kiến giao dịch đầu tư sẽ được hoàn tất trong quý 4 năm 2023.